Tại Hà Nội, đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội điều tra vụ án mạng xảy ra tại phố Hàng Bài. Nguyên nhân sơ bộ nghi vấn là do mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và nghi phạm. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều ngày 11 tháng 8 tại phố Hàng Bài, Hà Nội. Theo cơ quan chức năng, nghi phạm gây án là MXT 40 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã sát hại bà NTQ 40 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vụ án xảy ra do mâu thuẫn tình cảm. Cũng theo cơ quan điều tra, T đã có vợ con, còn nạn nhân đã bỏ chồng 3 năm nay đang công tác ở một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Trước khi xảy ra sự việc, hai người đuổi nhau trên đường phố Huế lên khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nghi phạm mặc quần áo xe ôm công nghệ để theo dõi nạn nhân. Khi đến số 21 Hàng Bài, đối tượng T ép nạn nhân dừng lại, sau đó hai người đứng cãi nhau. Trong lúc cự cãi, T rút dao đâm bà Quy, nạn nhân bỏ chạy rồi ngã trước số nhà 17 Hàng Bài và bị T đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, T dùng dao tự sát nhưng được người dân can ngăn. Bị tước dao, nghi phạm chạy đến ôm thi thể nạn nhân. Hiện nghi phạm T đã qua cơn nguy kịch. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.